Tiếng ác đồn xa. Chùa nuôi. Trộm, trộm, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Xưa nay, làng ta vốn thanh bình, mỗi người đều chăm chỉ làm ăn. Vậy mà hai anh em ngươi là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, lại không chịu lao động, suốt ngày quậy phá trộm cắp, khiến dân làng hết sức phẫn nộ. Theo lễ làng, hai người sẽ bị thích chữ lên trán để làm gương cho tất cả mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn thấy dấu thích trên trán chúng thì tránh xa cái bọn trộm cắp này ra nhé. Chú ơi, bán cho chúng cháu 5 cái bánh bao. Tôi hết hàng rồi, hai cậu đi chỗ khác mà mua. Chúng ta không thể sống ở cái làng này được nữa, phải đi biệt xứ thôi em, nhục nhã quá đi mất. Em nghĩ chúng ta nên ở lại để sửa chữa những lỗi lầm của mình anh ạ. Trời ơi, em thật hoang tưởng. Em không thấy những dấu chữ thích lên trán chúng ta đây à? Nó mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ bị xóa mất. Định kiến về sự dè biểu của mọi người đối với chúng ta cũng vậy. Em tin rằng có một ngày mọi chuyện sẽ đổi thay. Vậy thì em hãy ở lại, tự lo cho mình nhé. Tránh xa con tôi ra. Cảm ơn cậu. Không có gì ạ, giúp được hai người là tôi thấy vui rồi. Hả? Hóa ra là cậu à. Với lòng quyết tâm hoàn cải, chàng trai nọ không nề hà một việc gì. Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Lúc đầu mọi người đều e dè, chẳng ai muốn dính líu tới anh. Nhưng rồi dần dần mọi chuyện cũng qua đi. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Nhiều năm trôi qua, chàng trai nọ nay đã già. Một ông lão mặt đã có nhiều nếp nhăn khắc khổ, nhưng ánh mắt toát lên một niềm vui thực sự. Con thấy mọi người đều kính trọng ông ấy, mà trên trán ông ấy có một hình gì lạ lắm. Hình đó có nghĩa là gì hả mẹ? Hình đó là... là... hình đó có nghĩa là thánh nhân con ạ. Điều kỳ diệu. Mẹ, mẹ, nó là em của con hả mẹ? Đúng rồi, gấu bông là em của con đấy. Con có yêu nó không? Có ạ, nhưng hôm nay con cho nó ăn bánh, mà nó chỉ nhìn con thôi mẹ. Đúng rồi, con có biết tại sao không? Là vì nó nhường con đấy. Nó nói với mẹ để chị ăn cho chóng lớn. Thế hả mẹ? Sao nó chẳng nói với con mà chỉ nói với mẹ thế? Ồ, bởi vì nó bảo chị hư lắm, không nghe lời mẹ. Nó buồn ngủ lắm rồi, mà chị thì mãi không chịu ngủ. Chị phải ngủ sớm và đúng giờ cơ. Đúng rồi, nếu con chịu ngủ sớm, ba mẹ sẽ mang về nhiều em gấu cho con. Thế hả ba? Vậy con sẽ đi ngủ ngay đây. Con ngủ ngon nhé, mai mẹ lại kể chuyện cho con nghe.
Alo, tôi nghe. Xin hỏi, anh có phải là chồng của chị Nguyễn Thị Hoa không? Vâng, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì thế ạ? Chị Hoa bị tai nạn xe nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sao? Sao có thể? Thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ? Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đang cấp cứu, nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng vào kỳ tích mà thôi. Mẹ ơi, hôm nay con lên lớp mẫu giáo lớn rồi. Con gặp được nhiều bạn lắm mẹ ạ. Lại còn có đồng phục đẹp nữa. Con mặc đến cho mẹ xem này. Có đẹp không mẹ? Mẹ có thích không? Đã 6 năm trôi qua, tôi nghĩ anh nên để cho chị được ra đi thanh thản. Như thế sẽ tốt cho cả gia đình anh và cho bản thân chị mà. Kéo dài như thế chỉ khiến nỗi đau của gia đình càng thêm dai dẳng và cũng lấy đi cơ hội sống của những người khác. Tôi vẫn hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ lại. Em à, em đã ngủ suốt 6 năm. Bé bảo anh năm nay đã 10 tuổi rồi. Còn bé rất ngoan, luôn cố gắng tự làm mọi việc. Anh và con đều rất nhớ em. Liệu để em nằm mãi như thế có tốt cho em không? Nếu em thật sự không tỉnh lại, con sẽ bị tổn thương rất nặng. Vì con bé đã luôn hy vọng 6 năm qua. Có lẽ đã đến lúc anh nên để em ra đi. Không, anh không thể để em đi như thế được. Anh và con không thể mất em. Dù phải đợi bao nhiêu năm, anh cũng sẽ đợi. Bác sĩ nói gì vậy ba? Con nói bao giờ mẹ tỉnh lại không ba? Không con ạ, nhưng ba con mình cần phải kiên trì, tin rằng rồi mẹ sẽ tỉnh lại. Ngôi nhà hoàn hảo. Bố chưa ngủ à? Có việc gì mà bố lại thức khuya thế? Bố còn đang suy nghĩ một việc nên chưa ngủ được. Có chuyện gì quan trọng hả bố? Dạo này bố ngồi chơi xơi nước cũng 1-2 tháng rồi, mà lương thì vẫn cứ nhận đủ. Bố thấy bức rứt lắm. Bố định mai lên công ty xin ông ấy cho về hưu. Ngồi không mà nhận lương, bố thấy khó chịu lắm. Bố đã cống hiến cả đời cho công ty, giờ bố cũng lớn tuổi, nên chắc bác ấy muốn bố được nghỉ thôi mà. Hơn nữa giờ bố lớn tuổi mà lặn lội ra công trường, con lo lắm. Ừ, đằng nào vài tháng nữa
bố cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi, mai bố nộp đơn luôn vậy. Bố đã quyết định như vậy thì cũng tốt, con ủng hộ bố. Mà bố này, chú Minh quý bố như vậy, con nghĩ thế nào chú ấy cũng biết quà gì đó to tát đấy. Quà cáp gì nữa con, bố nuôi con được như vậy là nhờ chú Minh cả đấy. Anh xin nghỉ hưu luôn sao? Tôi thấy mình cũng nhiều tuổi, không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Hơn nữa đã mấy tháng tôi ngồi không, không có việc gì mà lương vẫn về đầy đủ, tôi thấy ai nai lắm. Đằng nào vài tháng nữa tôi cũng về hưu rồi, nên tôi xin nghỉ sớm ở nhà chơi với cháu. Tưởng việc gì, lúc này công trình toàn ở xa nên tôi cho bọn nhỏ nó đi làm. Tôi tính giao cho anh làm một công trình ngay trong thành phố. Vậy tôi giao cho anh luôn nhé. Anh làm nốt công trình này rồi về hưu, được không? Anh còn nhớ khu đất mà tôi với anh đi mua nhiều năm trước không? Mảnh đất gần sông ấy. Ờ, tôi nhớ rồi. Anh tính làm gì với nó hả? Giờ tôi muốn xây một biệt thự ở đó. Anh chịu trách nhiệm công trình này nha. Vậy tôi sẽ về thiết kế và lên kế hoạch tổ chức thi công ngay. Anh xem xét có thể xong trong 3 tháng không? Tôi lo lắm, lúc này đang thiếu người. Anh cứ yên tâm, 3 tháng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn. Tốt lắm, tôi tin tưởng tuyệt đối ở anh. Công trình này rất quan trọng, tôi tin chỉ có anh mới có thể làm tốt được thôi. Sáng nay bố đã đến công ty xin nghỉ hưu chưa? Mà sao giờ vẫn thức khuya vậy ạ? Bố chưa được nghỉ hưu con à. Sau khi nghe bố trình bày, chú Minh đã giao ngay cho bố một công trình rồi. Giờ bố đang thiết kế để có thể đưa chú ấy xem trong thời gian sớm nhất, để còn triển khai xây nhanh cho kịp tiến độ. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Cái gì? Bố đã cống hiến bao nhiêu cho cái công ty đó rồi, không có công cũng có lao, vậy mà giờ muốn xin về hưu sớm, đã không có quà, lại còn muốn bóc lột sức lao động của bố cho đến tận cùng vậy à? Không, bố à, đừng làm việc nữa. Để mai con lên nói với chú Minh, để bố nghĩ. Chứ ai đời sắp về hưu lại giao công trình, rồi lỡ đến ngày bố về hưu làm chưa xong lại bắt bố làm thêm à? Con đừng có nói như vậy. Được làm việc là niềm vui của bố. Hơn nữa công ty và ông giám đốc đã giúp đỡ bố và gia đình ta rất nhiều rồi con. Nhưng bố đã cống hiến quá đủ rồi. Suốt bao năm qua bố đã làm, đã không quản nắng mưa, có lúc đang bệnh mà vẫn cố gắng ra công trình. Công việc là niềm vui của bố, con cứ mặc bố. Sức khỏe của bố, bố biết, con yên tâm đi. Việc gì sao hôm nay con lại tới đây vậy? Là tôi kêu nó đến đây. Hôm nay là ngày quan trọng mà. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng công hoàn thành căn nhà và mừng tiệc tân gia luôn một thể. Chủ nhân căn nhà đến rồi ạ. Ông ấy đâu? Tôi rất hào hứng được dẫn ông ấy tham quan và giới thiệu cho ông ấy về ngôi nhà này. Anh cho tôi xin một cái mũ bảo hộ. Từ hôm nay, căn nhà chính thức thuộc về anh. Và đồng thời công ty cũng chính thức cho phép anh nghỉ hưu theo chế độ. Ờ, chú, thì ra là chú đã... Ừ, tôi có công cán gì nhiều đâu mà lại được anh trao món quà lớn thế này. Anh đừng nói thế, đây không chỉ là món quà từ tôi mà là từ cả tập thể công ty ta. Có sự hy sinh và đóng góp của anh trong 30 năm qua không nhỏ, nên công ty mới có được sự phát triển như ngày hôm nay. Món quà này hoàn toàn xứng đáng. Chàng hoàng tử ngủ say. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa rất xinh đẹp và nàng sống trong sự yêu thương, che chở của vua cha. Ta sắp phải lên đường chinh chiến nơi xa, chiến đấu với kẻ thù, nhưng ta rất lo cho con. Không sao đâu cha ạ, con sẽ tự chăm lo cho mình mà. Vả lại,
còn có bà vú nuôi của con nữa. Bà ấy cũng rất tốt với con. Được, vậy thì con phải hứa sẽ ở lại cung điện với bà vú đáng tin cậy trong lúc ta phải đi chiến đấu. Vâng thưa cha, con xin hứa. Ôi! Đừng sợ công chúa, ta không làm hại nàng đâu. Ta đến đây để báo cho nàng biết tương lai của nàng. Người muốn nói gì, hỡi đại bàng? Số phận đã an bài, nàng sẽ phải lấy một người đàn ông đã chết làm chồng. Con đại bàng xấu xa, hãy cút đi. Ta sẽ còn quay lại. Ngày hôm sau, đại bàng tiếp tục quay trở lại, nói với công chúa những lời giống hệt như hôm qua. Sau đó, nó lại bay đi với lời hẹn quay trở lại. Ngày mai, khi con đại bàng quay lại, con hãy bảo nó đưa con đến chỗ người đàn ông kia xem. Vâng. Đại bàng, nếu ngươi nói thật, hãy đưa ta đến gặp chàng. Đó là một chàng hoàng tử ở đất nước láng giềng xa xôi. Chàng đã trúng phép thuật phù thủy và chìm vào giấc ngủ say như chết. Làm sao để ta có thể giải thoát cho chàng? Nếu nàng muốn cứu hoàng tử, nàng phải thức trắng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng không ngủ để chăm sóc hoàng tử. Khi hoàng tử hắt xì hơi và tỉnh lại, nàng hãy cầu chúc cho chàng, cả tòa lâu đài sẽ tỉnh giấc và hai người sẽ đến với nhau. Cứ như thế, nàng công chúa đã thức trắng chăm sóc hoàng tử trong 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày. Cho đến lúc không thể chịu nổi nữa, nàng buộc phải cho gọi một cô hầu gái tới. Em hãy giúp ta chăm sóc hoàng tử. Ôi, hoàng tử của em cầu mong cho chàng có thể khỏe lại và tỉnh giấc mộng dài. Em đã đợi chàng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng đồng hồ rồi. Ôi, nàng công chúa của đời ta, ta phải cảm ơn nàng thế nào đây? Nàng có nhận lời làm vợ ta không? Em đồng ý, thưa chàng. Cô ấy là ai? Đó là một con hầu chăn ngỗng, chàng hãy mặc kệ cô ta. Hoàng tử lên ngôi vua, lấy cô hầu gái xảo quyệt lên làm hoàng hậu. Còn nàng công chúa giờ phải làm một cô gái chăn ngỗng nghèo hèn. Hoàng hậu, nàng muốn ta tặng quà gì lúc trở về? Thần thiếp muốn một chiếc vương miện bằng vàng. Còn cô muốn món quà gì? Thưa đức vua, tôi muốn xin ngài một chiếc cối xay bằng đá, một sợi dây thừng của tử tù bị treo cổ và một con dao của kẻ đồ tể. Và xin ngài hãy nhớ kỹ, nếu ngài không mang theo chúng trở về, con tàu của ngài sẽ không thể tiến lên hay lùi xuống được. Được, ta sẽ nhớ và mang chúng về cho nàng. Tại sao con tàu của ta vẫn đứng yên vậy? Thế này làm sao chúng ta trở về thành được? Thưa bệ hạ, liệu bệ hạ có hứa với ai bất cứ điều gì trước khi đi mà ngài đã quên mất hay không ạ? Ta nhớ ra rồi, đúng là ta đã quên mất lời đã hứa với cô gái chăn ngỗng đó. Mau chuẩn bị 3 món đồ đó cho ta. Ồ, thật kỳ diệu. Sau khi ta làm đúng lời hứa, con tàu của chúng ta đã lướt như bay trên mặt nước. Thần thiếp cảm ơn ngài. 3 món đồ kỳ lạ kia ta đã ban cho cô gái chăn ngỗng rồi, nhưng ta vẫn muốn biết tại sao con tàu của ta lại đứng yên nếu thiếu chúng. Ta sẽ kể cho các ngươi câu chuyện của ta. Ta đã từng là một công chúa. Công chúa đã kể toàn bộ câu chuyện của mình cho 3 món đồ nghe. Tất nhiên cả nhà vua bên ngoài cũng nghe hết được toàn bộ sự thật. Các ngươi có thể làm gì để giúp đỡ ta không? Tôi chỉ có thể khuyên cô kiên nhẫn. Thì ra nàng mới chính là người đã thức trắng 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày để cứu ta. Nàng mới là vợ của ta. Nhà vua đón cô gái chăn ngỗng về làm hoàng hậu. Ngài đã ra lệnh trừng phạt thích đáng ả hầu gái xảo quyệt. Họ đã quay về gặp vua cha của công chúa, xin được thành hôn. Vua cha rất hài lòng, tổ chức ngay hôn lễ, gả công chúa cho chàng hoàng tử ngủ say. Người bạn nhỏ của tôi.
hay quá, anh ta chơi nhạc chẳng thua kém gì những nghệ sĩ lớn trên sân khấu. Thế cậu không biết anh ta cũng từng là một nghệ sĩ nổi tiếng hả? Thật á? Thế sao giờ lại? Tại anh ấy gặp nhiều bất hạnh quá, gia đình đổ vỡ, vợ bỏ theo người khác, cho nên anh ta chán nản, bỏ việc đi lang thang, rồi bê tha rượu chè. Khi nào hết tiền uống rượu thì anh ta lại đàn dạo, chứ bình thường hiếm thấy anh ta chơi đàn lắm. Thế thì thật tội nghiệp. Chào anh, tôi đã xem anh biểu diễn mấy lần. Vậy ư, có việc gì không? Vâng, tôi thấy anh chơi đàn rất hay. Tôi có thể mời anh về chơi đàn cho quán bar của tôi được không? Anh yên tâm, làm ở chỗ tôi thì công việc ổn định, tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần công việc, cũng chẳng cần nhiều tiền. Tôi chỉ cần thế này thôi. Một con mèo hoang. Mày đang bị thương à? Tội nghiệp, có vẻ đau đớn lắm nhỉ. Mày cũng lạc lõng, đơn độc và đau đớn như tao vậy. Được rồi, để kẻ cô độc này chăm sóc cho nào. Không ngờ chữa bệnh cho mày đắt thế. Hết sạch tiền của tao rồi, mà sao mày cứ nằm im thế? Thôi chết, có khi nào nó đói quá không? Nhưng mà hết tiền rồi. Vì mày mà hôm nay tao phải làm việc gấp 2 lần đấy. Hay, rồi đây ngoài tiền rượu ra, tao phải lo một khoản không nhỏ, tiền ăn và tiền thuốc cho mày rồi. Tốt rồi, vết thương đã lành hẳn, hãy trở về cuộc sống cũ của mày đi. Quen hơi rồi, không nỡ xa nhau ư? Nhưng tao chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, làm sao có thể cho mày ở bên cạnh được. Hay, thôi được rồi. Ôi, con mèo đáng yêu quá, có phải nó đang điểm nhạc không đấy? Hình như vậy, ngộ quá. Người chơi guitar giỏi mà anh nói đang ở trong này à? Vâng, đúng vậy, anh ta là chủ quán đấy. Chủ quán ư? Được rồi. Xin lỗi, chủ quán có đây không? Vâng, tôi đây. Là anh sao? Người đánh đàn dạo hồi nào? Là ông à? Vâng, nhưng ông tìm tôi có việc gì thế ạ? Tôi đang tìm một tay guitar cho quán bar của tôi, nên được giới thiệu tới đây. Không ngờ lại gặp được anh. Anh thay đổi nhiều quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà từ một nghệ sĩ lang thang lại trở thành một chủ quán thế này. Nếu ông lại mời tôi làm việc thì rất tiếc, tôi lại phải từ chối rồi. Trước đây tôi từ chối vì bất cần tất cả. Còn bây giờ tôi từ chối vì tôi đã có công việc và mục tiêu riêng của mình. Còn tôi được thế này, tất cả là nhờ người bạn nhỏ này đây. Người bạn nhỏ là con mèo này ư? Đúng vậy, cuộc gặp gỡ với nó đúng là duyên số. Nó đã giúp tôi bớt cô đơn chán nản, sống tích cực hơn, bỏ được rượu, lại còn hỗ trợ tôi biểu diễn làm tăng thu nhập. Và thành quả ngày nay ông cũng thấy rồi đấy. Đúng là một thay đổi đáng mừng. Quả là một người bạn nhỏ tuyệt vời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.